Xin chào các bạn đã quay trở lại với Unpad PC. Và như anh em đều biết thì khi mình nhắc tới những dòng Nitro 5 của Acer, đây là một trong những dòng gaming laptop hội tụ đầy đủ rất nhiều những cái yếu tố là ngon, bổ, rẻ. Và sau được cái sự thành công của Nitro 5 2017 và 2018 thì với năm nay Acer họ lại mang đến phiên bản Acer Nitro 5 2019 với rất nhiều những điểm cải tiến từ thiết kế cho tới cấu hình. Cụ thể những nâng cấp ấy là gì thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Với phiên bản Nitro 5 2019 thì Acer họ đã có một trong những bước chuyển mình cực kỳ mạnh mẽ nếu như không muốn bị người dùng coi như là lạc hậu so với lại những cái đối thủ khác, ví dụ như là MSI hay là Lenovo. Và cụ thể ở trên con laptop này thì đầu tiên cái sự thay đổi lớn nhất đó chính là về phần viền màn hình. Ở trên Nitro 5 thì các bạn sẽ có một cái phần viền màn hình nó sẽ mỏng hơn rất là nhiều so với những thế hệ trước. Và chính vì cái phần viền màn hình nó mỏng đến như thế này thì cái kích thước tổng thể của máy nó đã trở nên nhỏ gọn hơn và nó vẫn giữ nguyên được cái kích thước là 15,6 inch. Màn hình của Acer Nitro 5 sẽ được trang bị một cái tấm nền là IPS cho cái góc nhìn lên tới 178 độ. Và do đây là một trong những mẫu gaming laptop ở phân khúc giá rẻ, vậy nên thì cái tần số quét của nó chỉ dừng lại ở con số là 60Hz mà thôi. Ở phần mặt lưng của Nitro 5 giờ đây nó sẽ không còn những cái họa tiết giả hoa văn carbon nữa, mà thay vào đó các bạn sẽ có hai cái phần viền được phát chéo ở đây với các họa tiết hình ông sao. Và cái việc làm này của Acer thì nó sẽ có một cái ưu như là nhược điểm. Đầu tiên thì với ưu điểm thì nó sẽ giúp cho cái phần logo Acer ở phần chính giữa này nó sẽ trở nên nổi bật hơn. Còn về cái nhược điểm đó chính là nó sẽ để lại mồ hôi cũng như là dấu vân tay. Với phần mặt nền thì nó sẽ được sở hữu một cái tông màu chủ đạo là tông màu đỏ, kèm theo đó thì ở trên cái phần mặt nền này các bạn sẽ có thêm cái dòng chữ là Nitro 5. Và như đoạn đầu video thì mình có nói thì đây là một trong những chiếc laptop gaming giá rẻ, thì vậy nên cái hiện tượng ví dụ như là khi mà mình mở chiếc laptop này ra này và đặt nó ở một vị trí thì cái hiện tượng rung lắc nó vẫn còn xảy ra. Và đặc biệt hơn nữa khi mà mình gấp chiếc máy này lại thì ở trong một cái khoảng khi mà mình chưa gấp hết thì nó vẫn xảy ra cái hiện tượng là nó sẽ tự động rơi. Và đây là một trong những điểm mà mình vẫn chưa được hài lòng cho lắm ở trên chiếc Nitro 5 phiên bản năm 2019 này. Trong những điểm cải tiến mà mình đánh giá cao nhất ở trên con Acer Nitro 5 này mà nó được trang bị đó chính là về cái hệ thống tản nhiệt. Với hệ thống tản nhiệt này theo mình được thấy thì nó được trang bị một hệ thống tản nhiệt cực kỳ là tốt, thường được thấy ở trên những mẫu laptop tầm trung cũng như là cao cấp của Acer. Và các bạn sẽ có là hai cái phần cạnh trước cũng như là về cái phần cạnh hông phải này, nó sẽ được trang bị một cái phần heat sink tương đối lớn để có thể giải quyết cũng như là khuếch tán được cái luồng khí trong quá trình chiếc laptop này hoạt động đi ra bên ngoài môi trường. Với phần bàn phím của Acer Nitro 5 thì nó sẽ được trang bị một bàn phím với kích thước full size kèm theo một cái layout tương đối là dễ nhìn để các bạn có thể làm quen ngay khi mà sở hữu chiếc laptop này. Và cái tông màu chủ đạo của phần bàn phím này sẽ là đỏ đen, và Acer họ cũng không quên trang bị cho nó một cái phần đèn nền màu đỏ để các bạn có thể dễ dàng sử dụng nó trong nhiều cái điều kiện môi trường ánh sáng khác nhau. Và với một số những cái cụm phím, ví dụ là W, ASD lên xuống trái phải và một phím để kích hoạt nhanh được cái phần mềm là NitroSense, thì Acer họ đã làm nó với một cái tông màu chủ đạo nó sẽ nổi bật hơn hẳn so với lại những cái phím bấm thông thường. Bề mặt trackpad của Acer Nitro 5 nó sẽ được tích hợp là Windows Operation Driver, vậy nên thì các bạn hoàn toàn có thể thao tác sử dụng một ngón hay là thao tác đa điểm một cách tương đối dễ dàng ở trên chiếc laptop này. Bề mặt của trackpad thì sẽ được phủ kính, vậy nên thì cái hiện tượng cấn rít trong quá trình sử dụng hay là di ở trên phần trackpad này nó hoàn toàn không xảy ra. Các cổng kết nối thì chúng ta sẽ có bao gồm ở phần cạnh phải là một cổng jack cắm 3.5mm, một cổng USB 2.0, một cổng ống nguồn. Là sang phần cạnh phải thì chúng ta sẽ có là hai cổng USB 3.0, một cổng USB Type-C, một cổng HDMI và cuối cùng là một cổng cắm mạng. Về phần cấu hình thì với Acer Nitro 5 2019 thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái giá tiền khác nhau, và kèm theo đó thì cấu hình nó cũng sẽ được thay đổi theo giá tiền. Cụ thể thì ở đây chúng ta đang có một cái phiên bản với mức giá là 22.990.000 đồng. Nó sẽ được mang trong mình con CPU Intel V5-9300H và cả đồ họa RAID Nvidia GeForce GTX 1650. Về CPU cũng như là VGA thì đây là một trong những cái linh kiện mới nhất của hai hãng là Intel cũng như là Nvidia, vậy nên thì nó sẽ hứa hẹn đem đến cho chúng ta một cái hiệu năng cực kỳ tốt trong quá trình khi mà chúng ta trải nghiệm những tựa game hay kể cả làm với những tác vụ khác nữa. Bộ nhớ RAM của máy sẽ là 8GB và các bạn có thể nâng cấp tối đa lên là 32GB, và nó cũng được trang bị thêm một chiếc ổ cứng PCIe với dung lượng lên tới là 256GB. Tổng kết lại về Acer Nitro 5 2019 thì đây là một trong những phiên bản nâng cấp đáng giá so với Nitro 5 2018 cũng như là một những chiếc laptop khác đang có mặt ở trên thị trường. Nó đáng giá ở chỗ thì đây là một trong những chiếc laptop có thiết kế cực kỳ đẹp, viền màn hình siêu mỏng cũng như là chất lượng hiển thị mang lại thì cực kỳ là tốt, và cấu hình của nó thì có thể chơi được hầu hết những cái tựa game online esports ở thời điểm hiện tại. Và điểm đáng giá nhất theo mình nhận thấy đó là về cái phần tản nhiệt, khó có một chiếc laptop nào trong cái mức giá là 24 triệu đồng có thể có được cái hệ thống tản nhiệt như con Nitro 5 này. Và nếu như các bạn nào đang muốn sở hữu Nitro 5 2019 thì đừng quên truy cập ngay vào đường link mình sẽ để phần mô tả bên dưới video ngày hôm nay. Và đặc biệt thì từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2019 cho tới ngày 15 tháng 10 thì khi mà mua Nitro 5 này tại Unpad Computer, các bạn sẽ nhận được một cái phần quà trị giá lên tới 5 triệu đồng. Thì đường link cũng như tất cả những cái sản phẩm đấy thì các bạn có thể truy cập vào ngay bên dưới phần mô
tả của video. Và anh em cũng đừng quên thì ngay ngày mai thôi, ngày mùng 5 tháng 7 thì chúng mình có tổ chức hai cái sự kiện tại showroom 49 Thái Hà của Anh Phát Computer, đó chính là sự kiện giờ vàng giá sốc cũng như là sự kiện của Nvidia khi mà anh em nâng cấp card cũ lấy card mới. Cụ thể thì với sự kiện giờ vàng giá sốc thì chúng ta sẽ có cơ hội mua được rất nhiều những cái phần quà giá trị, ví dụ như là một chiếc bàn phím cơ với trị giá chỉ chưa tới 350.000 đồng này, rồi một chiếc tai nghe JBL có trị giá chỉ là 49.000 đồng mà thôi. Còn với sự kiện của Nvidia đó chính là nâng cấp Vega cũ lấy Vega mới, thì cụ thể hơn thì ngoài Nvidia còn rất là nhiều những hãng khác điển hình như là Acer, họ cũng có mang tới một chiếc màn hình là VG27UP với trị giá lên tới tận là 10.500.000, thì các bạn có thể tham gia. Và một trong những bạn may mắn khi mà nâng cấp Vega cũ lấy Vega mới thì chúng ta sẽ có cơ hội nhận được chiếc màn hình này, thì các bạn đừng quên đến ngay Anh Phát Computer vào ngày mùng 5 tháng 7 tức là ngày mai đấy, thì chúng ta có thể nhận được chiếc màn hình này. Và video của mình đến là kết thúc, các bạn xem video cảm thấy hữu ích đừng quên like, share video và nhớ ấn nút đăng ký để theo dõi các video mới nhất của chúng mình tại Anh Phát Computer. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.